Kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình tình cờ đi ngang qua đường Phan Văn Trị, mình thấy xuất hiện một cái hố sụt sâu khoảng 8 mét. Cái hố này có thể nuốt chửng được xe tải trên đường Phan Văn Trị, nó cái góc ngã tư Phan Văn Trị với Nguyễn Oanh đó cả nhà. Thì theo mình được biết thì sáng ngày 3 tháng 11 thì cơ quan chức năng đã đến hố sụt lớn này. Nó là nằm ngay góc ngã tư Phan Văn Trị với Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại thì hiện trường là để rào chắn, tiến hành sửa chữa, tái lập lại mặt bằng. Nó nằm ngay ngã ba, ngay ngã tư luôn mọi người, rất là nguy hiểm luôn. Thì theo quan sát thì hố này sụt khoảng rộng khoảng 3 mét, dài thì tầm khoảng 5 mét và sâu thì đến 8 mét luôn cả nhà ơi, rất là sâu luôn. Thì xung quanh hố là các vết nứt nè, các vết nứt kéo dài, nhựa đường vỡ vụn. Phía trước có một cống lớn với đường kính khoảng là 1 mét lận. Vị trí hố sụn này nằm ngay giao lộ Phan Văn Trị và Lê Thị Hồng và Nguyễn Oanh thuộc phường 17 quận Gò Vấp. Khu vực này thì có rất nhiều xe cộ qua lại, nó rất là nguy hiểm cho người đi đường. Người dân khu vực cho biết rằng thì cái vết nứt này đã xuất hiện tại vị trí này từ những ngày ngày đầu của tháng 11, khoảng ngày 1 tháng 11. Lo ngại hố lún ngày càng sâu, người dân khu vực đặt hàng rào bao quanh để cảnh báo người đi đường. Theo một số công nhân thi công tại đây thì nói rằng dưới hố có một đường cống nước lớn bằng tôn đã tồn tại mấy chục năm, lâu ngày bị mục nên xảy ra hiện tượng sụt lún. Lúc đầu hố chỉ sâu 2 mét nhưng nay bất ngờ sụt xuống 8 mét, có thể nuốt chửng một chiếc xe tải nếu không may chạy qua cái đoạn đường này đó cả nhà. Thì hiện tại thì cơ quan chức năng đang rào chắn khu vực để đảm bảo an toàn cho người đi đường, đồng thời tiến hành thay đoạn cống mới, tái lập lại mặt bằng cho cái góc ngã tư Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Lê Thị Hồng. Thì trước đó thì khoảng ngày 6 tháng 8 thì có một hố tử thần có đường kính khoảng 2 mét xuất hiện tại ngã tư Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, cũng thuộc cái đoạn đường này, đã tồn tại lâu năm rồi, cách vị trí hố sụt hiện tại thì khoảng 20 mét cả nhà. Thì tại hiện trường thì có hai xe múc cùng lượng vật liệu lớn được chuẩn bị để khắc phục cái hố sụn này. Ông Phan Văn Bình, nhân viên cây xanh gần đó nói rằng hố sụt xuất hiện sau cơn mưa lớn và 2 ngày hôm trước. Hôm đó trên mặt đường đã bị nứt trũng xuống. Tôi đã lấy nhiều hàng rào đã đặt xung quanh để ngăn xe chạy qua. Đến tối qua thì mặt đường sụt lún hẳn và nó như thế này đã cả nhà, hố rất là sâu luôn ạ. Hố đây nếu như mà buổi tối nào mà nó sụt không ai biết thì có thể là chết rất là nhiều người luôn đó. Hố đây nó sâu tới 8 mét, chiều dài của nó tới 5 mét, chiều rộng tới 2 mét, là hố rất là lớn. Nó nằm ngay giao lộ, ngay ngã tư Nguyễn Oanh, Lê Thị Hồng và Phan Văn Trị. Theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nguyên nhân là do ống nước bằng tôn kính 1 mét được lắp đặt từ cách đây 45 năm bị vỡ ở một độ sâu hơn 2 mét, khiến nước thoát ra cuốn trôi đất đá trên mặt đường, gây ra cái hiện tượng sụt lún. Ban đầu lực lượng chức năng cố định địa chất xung quanh, thay thế ống nước bằng ống bê tông và tái thiết lập lại mặt đường như cũ. Hiện tại là bắt đầu chuẩn bị thi công làm lại. Nhìn những cái hình ảnh nó cũng rất là nguy hiểm mọi người. Buổi tối mà lỡ mà đang đi đường mình đột ngột một cái là sẽ rơi hậu quả rất là lớn. Thank you.
subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.